quý thính giả đang nghe đọc truyện trên kênh của Vân. Quý thính giả thân mến, trong chuyên mục đọc truyện hôm nay, Vân xin gửi đến quý thính giả câu chuyện Cô gái nhỏ nước Việt, chuyện của tác giả Kỳ Văn Nguyên. Chuyện được xuất bản bởi nhà xuất bản Tiến hóa năm 1949. Mời quý thính giả cùng nghe. Và trước khi nghe chuyện, Vân rất mong quý thính giả hãy dành một chút ít thời gian nhấn vào nút like để ủng hộ cho kênh đọc truyện của Vân nhé. Vân xin cảm ơn. Chương 1 một, một. thời hắc ám Mùng 9 tháng 3 năm 1945 Ngày xảy ra cuộc đảo chính Nhật tại Đông Dương Quân đội Nhật Bản Vì lý do quân sự mà phải chiếm đóng Đông Dương Đã mang hai chữ độc lập ra sử dân tộc Việt Nam Đã mang thuyết giải phóng các dân tộc nhược tiểu Ra để che đậy mưu mô xâm lăng Đã mang chủ nghĩa Đại Đông Á để mê hoặc lòng người Mục đích chính của chúng là muốn dùng của cải, xương máu của chúng ta, vứt vào cuộc chiến tranh đế quốc Mỹ và Nhật Bản. Trong thời kỳ hỗn loạn ấy, biết bao người hiền lành đã chết một cách oan uổng thê thảm, vì bom rơi đạn lạc, vì thiếu ăn thiếu uống. Biết bao kẻ gian tham quỷ quyệt, đi xu nịnh kẻ thù, dựa vào sức mạnh và lợi dụng thời cơ, mà mưu sự giàu sang trên sự tàn phá đau thương của đất nước và dân tộc. Nhưng tinh hoa của sông núi Việt Nam hãy còn rất nhiều. Cuộc đảo chính Nhật là một nhát búa nặng nề đã đánh thức tỉnh dân chúng quằn quại trong đau thương. Đó là một cơ hội độc nhất trong gần một thế kỷ. Đó là một lỗ hồng của hòn đá mới đặt. Ta có thể dùng bẫy mà bẩy ra được. Vì thế cho nên đã có nhiều đứa con của tổ quốc đã tranh đấu để mang cơm áo và tự do cho dân chúng. Đó là những kẻ anh hùng không tên tuổi đã lén lút hành sự trong bóng tối Sống một cuộc đời gian lao nguy hiểm Mang thị xương ra chống chọi với sắt lửa Họ đã tận tâm chiến đấu Người bỏ mạng vì bom đạn Người chết âm thầm trong ngục tối Người thành tàn tật vì những cực hình dã man Nhiều tầng lớp dân chúng đã nổi lên Từ ông cụ già đầu tóc bạc phơ Đến cô gái nhỏ bé nơi sơn giã Đều lấy tấm lòng can đảm quật cường Của dòng máu Việt ra Đưa tổ quốc khỏi vòng hắc ám Chuyện dưới đây chỉ là một hình ảnh nhỏ bé của muôn một sự gan dạ vi thường Muôn một cử chỉ đẹp đẽ và cảm động trong thời nhật vừa qua chương 2 Tấm lòng nhi nữ Đêm hôm ấy là một đêm không răng không sao Cả một bầu trời mù mịt, đám chìm trong bóng tối ghê người Những bóng cây to lớn hiện hình như những bóng ma đen kịt Rơi những cánh tay lông lá, muốn bắt lấy những kẻ qua đường trong sự âm u tịch mịch của đêm khuya Thỉnh thoảng chỉ vang lên vài tiếng cú vọ rợn người Cảnh ấy chỉ đủ làm hại những đứa bé sống ở tỉnh thành Quen với ánh sáng đèn điện mà sợ rệt bóng tối Nhưng đối với Sơn Thì không còn có nghĩa lý gì nữa Dù Sơn chỉ là một đứa con gái bé nhỏ hơn 10 tuổi đầu Nhất là bây giờ trong lòng Sơn Nung nấu một sự đau thương lo lắng vô cùng tận Sơn là con gái duy nhất của ông Châu Hữu Lũng thuộc tỉnh Bắc Giang. Mẹ Sơn chết từ khi Sơn mới lên năm. Nhà chỉ còn hai bố con. Tình thương mến tưởng không có cái gì làm ra nhau được. Thế mà trời ơi, ông Châu bị quân đội Nhật Bản bắt đã 10 hôm nay rồi và lại không có lấy một lời từ biệt. Vì khi ông bị đưa đi, Sơn còn mải chơi ở trong rừng không biết. Kể làm chi đến sự điên dại của một đứa bé 12 tuổi. Nó mất bố, nó khóc lóc, nó buồn giàu không nói Không ăn uống Sơn như một đứa mất hồn đến vài ngày Rồi bỗng người ta thấy Sơn bỏ nhà đi mất Không ai biết là Sơn đi đâu Nhưng tất cả dân chúng ở châu Hữu Lũng Đều bùi ngùi thương xót Họ đổ chừng Sơn đã lạc ở trong rừng Vì tâm thần hỗn loạn chết sấp chết dúi Ở bờ khe vách đá Hay bị hổ vồ ăn thịt Nhưng mà không Họ đoán sai hết vì ai có thể hiểu được cái điên của một đứa con gái bé nhỏ thương bố Sơn bỏ nhà ra đi để tới giò la đồn bác lệ Vì Sơn nghe hình như ông Châu bị giam ở đấy Đó là một cái đồn quân đội Nhật chiếm đóng tại Châu Hữu Lũng Để tiện việc hành quân và liên lạc trên con đường Bắc Giang Lạng Sơn Cho nên đêm hôm ấy Sơn cũng lần lút ở xung quanh đồn để nghe ngóng Thế có lạ không? Sơn muốn cứu bố Nhưng sức một đứa con gái bé nhỏ thì đánh sao nổi một trại lính có đủ quân nhu khí giới. Sơn muốn gặp mặt bố, nhưng không biết ông Châu bị giam ở chỗ nào mà lẻn vào, dù có bị một phát súng của tên canh gác cũng đành. Đã có đêm, Sơn liều lính lẻn vào, rồi chiếc thân bé nhỏ lẫn vào bụi cây mô đá nên không ai biết. Nhưng Sơn cũng lại phải thất vọng lẻn ra, mà không biết ông Châu sống chết ra sao. Đã mấy đêm rồi, Sơn như một cái bóng mà lần vào cảnh vật đồn bác lệ, Sơn không còn nhớ nữa Nhưng trong lòng vẫn có một mối tin tưởng Thế nào cũng sẽ được gặp bố Vì thế Sơn không nản lòng thối chí Coi thường bóng tối khinh rẻ sự nguy hiểm Mà đợi chờ và nghĩ cách tìm bố Linh tính của Sơn không nhầm Sơn được gặp bố thật Nhưng khi đó ông Châu chỉ còn là một cái xác thoi thóp thở Sơn đường đi như một kẻ mất hồn Thì chợt nghe thấy có tiếng người rên Giá là một đứa trẻ khác thì đã hét lên mà chạy. Vì tiếng rên có một vẻ rộn ràng, khò khè đứt quãng như kẻ sắp chết. Sơn từ từ lần theo chỗ có tiếng rên mà tiến bước. Và sau cùng Sơn nhận thấy một người bị trói ở gốc cây. Trời tối quá nên Sơn chưa nhận được là ai, nhưng tới khi lại gần thì Sơn hét lên một tiếng đau đớn và ôm chầm ngay lấy vừa gọi vừa khóc. "Cha ơi! Cha ơi!" người bị trói ở gốc cây chính là ông Châu Hữu Lũng thật. Nhưng ông không còn hơi sức mà giả lời. Ông vẫn thở và riêng như cũ, không biết rằng đứa con đã tìm đến cứu mình. Sơn vẫn lay gọi nước nở trong tiếng khóc. Cha ơi, con đây mà, cha tỉnh dậy, Sơn đây mà. Một lúc khá lâu, Sơn ôm chặt lấy ông Châu trong bóng tối, hòa nước mắt của mình với sự khổ nhục của người cha thân yêu. Phút đau thương lúc đầu đã vời Sơn mới chợt nhớ là ông Châu bị trói Sơn rút dao cắt thừng Và giữa cha nằm xuống Nhưng ác hại thay Sức Sơn thì yếu mà ông Châu thì nặng Cánh tay non nớt của Sơn không đỡ nổi Nên ông Châu như một cái cây Đổ đè lên trên mình Sơn Sơn hốt hoảng kêu Trời ơi Ta giết chết cha ta mất rồi Cố gượng nhẹ Sơn mới lách mình ra Bà và vội vàng ghé tay vào ngực xem bố còn sống hay chết Tiếng quả tim đập vẫn đều đều Sơn yên lòng Và nhờ có cái ngã ấy Ông Châu mới bừng tỉnh Ông u ớ mấy tiếng và nói như ở trong một cơn ác mộng Quẩn khốn nạn Đủ dã man Chúng nó giết chết con ta rồi Sơn vội nói Cha ơi Cha mê mất rồi Con còn sống đây còn đến tìm cha đã mấy đêm nay rồi Ông Châu lấy tay giờ vào đầu tóc mặt mũi sơn và nói Sơn đê ư Còn không bị bắt chứ Thôi tê là cha chết cũng được yên lòng Sơn gục đầu vào ngực cha Cha bị thương có nặng không Còn đợi cha dậy nhé Cha chết đến nơi rồi Sơn ơi Con ơi còn lại gần đây mà nghe mấy lời cha dặn Con còn nhớ những câu cha dạy con khi còn ở nhà chứ Vâng Con còn nhớ đủ cả Sơn ơi Cha không còn sống ở đời để dìu dắt dạy dỗ con Cha bị chúng bắt về đây Chỉ vì không chịu làm tay sai cho chúng Con còn nhớ không Mấy lần chúng về châu dụ dỗ cha Yêu cầu cha mộ quân cho chúng mảng đám dân hiền lành ra làm bia đỡ đạn cho quân giặc Giả như kẻ khác thì sống chết mặc bay Chịu quỵ lụy uôn gối trước mặt chúng Thì cha đâu đến nỗi thế này Sơn ơi Con còn là một đứa con gái bé nhỏ Mà cha mang việc nước ra nói với con Liệu con có hiểu nổi không? Sơn Sơn Con vẫn nghe cha đi chứ Dạ Con xin cố sức hiểu lời cha dạy Khá lắm, chả thấy còn thoát được bàn tay của chúng mà lại tìm được đến cha ở đây. Chả sùng sướng lắm, nhưng sức còn yếu, lại là phận gái thì làm nội trò gì. Còn có biết thế nào là cái nhục mất nước không? Còn có hiểu thế nào là sống một đời nô lệ không? Đó là một cái nhục to lớn nhất ở trên đời. Dân tộc nào không biết đến cái nhục đó sẽ bị tiêu diệt trên trái đất quân đội nhật hiện nay muốn chinh phục thế giới xây dựng một đế quốc trên cùm xích nô lệ quàng vào cụ đám dân yếu hèn cha chỉ là một ông châu bé nhỏ tại hữu lũng không thể cưỡng lại được sự tàn bạo của kẻ đi chiếm nước người nhưng con ơi cha đã lấy một cái chết đau đớn mà giả nợ nước chúng đã dùng đủ hình phạt mà cha vẫn không chuyển lòng chúng đã dọa cha sẽ bắt con về và giết ở trước mặt cha để cha phải thương tâm mà làm đầy tớ cho chúng chả đã tưởng không sao giữ vững được trí cương quyết nếu chúng hành hình cha tấn con nhưng sồn ơi tại làm sao mà con không phải bắt tại làm sao con thoát khỏi mưu mô tàn ác của chúng dạ con cũng không biết là chúng định bắt con ở nhà vài ngày con nhớ cha quá nên bỏ đi tìm cha sống len lút trong đám dân chung quanh đây và đêm thì lần mò tới đồn bắc lệ còn đã lẻn vào đồn rồi ư Trời ơi Còn bạo quá Con thật là xứng đáng con của cha Ừ Nếu không thì con tìm thấy cha sao được đêm nay Vì không bắt được con Nên chậm tối hôm nay Chúng dẫn cha lên buồng giấy viên võ quan nhật Chúng dụ dỗ ngon ngọt một lần nữa Cha quạt tháo chửi dỗ ẩm ý Nhật là đối với mấy tên theo giặc bán nước Chúng tức giận và mang cha ra trói vào gốc cây này và xử bắn Sơn rú lên Thế thì cha sống làm sao được Con không biết cha bị thương nặng lắm rồi sao Vì tối rồi Nên con không nhìn thấy máu Cha cũng không biết là chúng bắn mấy phát Nhưng cha biết là máu ra đã nhiều lắm rồi Chân tay không cử động được nữa Con ơi Không hiểu làm sao mà cha chưa chết có lẽ cha còn muốn được gặp mặt con mà dối răng vài lời. Sơn ơi! Con ơi! Ông Châu thở dốc ra không nói được nữa. Sơn Hoàng hốt lay gọi. Cha ơi! Cha đừng bỏ con! Cha không chết đâu! Cha bị thương rồi lại chạy chữa, như khi đi săn bị hổ vồ năm nào thôi. Nghỉ một chút, ông Châu khẽ nói, lời nói lẫn trong hơi thở. Có lẽ ông đã cố thu hết sức tàn Cha chết đi Còn phải can đảm mà sống sơ nọ à. Thôi con về đi Đừng ở chỗ này làm gì nữa Nguy hiểm lắm Con về đi Đằng nào cha cũng chết Còn thường xót cũng vô ích Con về đi Nhớ lấy những lời cha dạy Tìm cách mà báo thù cho cha Mà giả thù cho nước Sơn ơi Đứa con gái bé nhỏ của cha ơi chả mang cả một trách nhiệm nặng nề đặt lên vai con đó còn có hiểu lời cha không sơn sơn ông châu nấc lên mấy tiếng rồi chết ở trên cánh tay sơn sơn không khóc được nữa liệm người đi trên xác bố cảnh vật cũng im lặng không một hơi gió thổi không một tiếng chim kêu chó cắn bóng tối như chùm lên trên hai người một màu tăng tóc thê lương sương càng ngày càng tỏa xuống một hơi núi lạnh lẽo thấm vào da thịt. Không biết rằng Sơn đã âm thầm hòa sự đau đớn của mình về linh hồn người quá cố đã bao lâu. Sơn cũng không để ý đến sự nguy hiểm quanh mình, vẫn mê man với ý định của mình. Sơn bỗng tự nhiên đứng vùng dậy, lấy tay chỉ vào đồn bác lệ mà nói lớn. Quần dã man, quần ăn cướp, chúng mày giết mất người cha yêu quý của ta rồi. Chúng mày tưởng rằng có súng đạn mà ta sợ chắc. Không nhẽ, Ta thề phải giết được chúng mày mới nghe Mối thù cha ta phải giả Mối thù nước cũng phải giả Chúng mày ở tận đâu đâu sang đây mà giết người cướp của Thì trời đất nào tha cho chúng mày Cha ta chết đi Nhưng ta hãy còn sống Ta chết đi Nhưng sau ta Cũng sẽ còn muôn vạn người dân Việt Nam Cùng chung một mục đích diệt chúng mày để rửa thù cho nước Có ai được nghe mấy lời khẩu khí uất ức của một đứa con gái như Sơn lớn tiếng soạn nạt quân Nhật đóng ở đồn Bắc Lệ, giơ những cánh tay mang sữa và định làm một võ khí giết giặc trong đêm hôm ấy, đều phải cho là một cử chỉ điên cuồng rồ dại. Nói lớn một hồi, hình như đã thỏa được mối căm hờn ít nhiều. Sơn quỷ xuống bên cạnh cha nói nhỏ. Trước linh hồn và xác thịt cha còn nóng, còn xin nguyện không biết sợ hãi là gì, không biết nản lòng trước mọi sự đau đớn nguy hiểm. Dù con là phận gái, dù con còn nhỏ tuổi con xin mang hết sức lực của con ra làm tại nguyện cha ở dưới suối vàng khấn thầm xong sơn gục xuống khóc nước nở máu tưởng trừng trào theo ra nước mắt sơn đường khóc bỗng giật mình đứng vùng dậy vì hình như có người vừa vỗ mạnh bảo vai một bóng đen đã đứng sững ở trước mặt sơn từ lúc nào không biết sơn rút ngay xuống lục vì trước khi bỏ nhà sơn đã biết rằng sẽ có sự nguy hiểm ở dọc đường nên có mang theo khẩu súng của cha để phòng thân Sơn chĩa ngay về phía người lạ mặt Giọng giả quát Ai đấy Giờ tay lên không ta bắn Trong tiếng quát có một vẻ cương quyết đành thép lạ lùng Nên bóng đen giơ ngay tay lên Dù đó chỉ là một cô gái bé nhỏ Nhưng giữa đêm hôm chĩa súng vào ngực dọa bắn Hẳn không phải là một chuyện đùa Nhưng bóng đen đó đã vội nói Khoan, khoan, tôi không phải là kẻ thù đâu sơn đấy phải không tôi là lê trung đây sơn hạ ngay súng xuống, xuống và ôm ngay lấy lê trung nói à anh trung anh không nói nhanh thì em bắn rồi sao anh cũng lén lút ở đây làm gì anh trung ơi thầy em chết rồi trung vỗ về sơn và bùi ngùi nói anh đi đến đây đã được một lúc khá lâu chợt nghe thấy tiếng người quát mắng quân giặc anh mới vội lần tới xem và được biết em đã tìm thấy ông nhà nhưng làm sao mà lại đến nỗi này sơn kể qua chuyện cho trung hay sơn hơi yên lòng khi gặp được trung vì trung mấy năm trước đây là một người bộ hạ mẫn cán và trung thành của ông châu trung vẫn yêu chiều sơn như một đứa em nhỏ trình lê trung đã dẫn sơn đi chơi nhiều phen trong rừng đi bắn chim câu cá và kể chuyện cổ tích cho sơn nghe Đường vui thú với người anh đó Thì tự nhiên một sớm Lê Trung đi mất không để lại tin tức gì Sơn đã làm tình làm tội cha Về chuyện Lê Trung đi Nhưng mỗi khi Sơn gặng hỏi Ông chỉ cười và bảo Mày hãy còn bé Không nói cho mày biết được Tất cả cử chỉ của Trung Sơn bỗng hiểu một cách dễ dàng bây giờ Sơn đột hỏi Anh Trung Anh làm cách mệnh đánh nhau với quân giặc vậy không Lê Trung không trả lời và bảo Chúng ta phải liệu về đi Đêm đã quá khuya Cứ nấn ná ở đây Quân Nhật chúng biết thì lại chết cả Sơn quay nhìn xác bố Anh bảo em bỏ cha em giữa đường sao Lê Trung vỗ vai Sơn Anh sẽ mang về chôn cất tử tế Em không lo Nói xong Lê Trung vác xác ông Châu lên vai Sơn dẫn đường đi trước nói nếu không gặp anh Thì có lẽ em chết tại đây Chứ không thể rứt ruột bỏ ra đi Anh Trung ơi Anh làm cách mệnh phải không Anh cho em đi theo với nhé Em không thể sống chung với quân giặc tại đây được Trên đường đi Hai cái bóng đen lần dần vào trong đêm tối Trường 3 Những kẻ bán nước Sáng hôm sau Có một viên võ quan Nhật đi với hai người Việt Nam ra chỗ gốc cây trói ông Châu đêm hôm trước. Chúng ngạc nhiên không thấy xác ông Châu nằm đấy. Người Nhật tức giận quát. Hơ, thế mà chúng mày bảo rằng đã bắn chết rồi. Xác chết chạy đi được à? Hỏng, hỏng to. Tên thứ nhất luống cuống giả lời bằng tiếng Nhật mới học. Bẩm chính, chính tay chúng con trói hắn vào đây rồi mới bắn. Nhất định là phải chết rồi hắn chỉ một đồng máu lớn đen gì ở dưới đất và nói tiếp quan nghi ngờ chúng con thả hắn ra thì oan quá hẳn hoi là hắn bị tử thương rồi hãy còn vết máu đây người nhật đã hơi dịu được rồi nhưng xác hắn đâu ai đến đây cởi trói cho hắn ai mang xác hắn đi chúng mày chẳng được việc gì cả có một chút mà cũng không làm nổi lại còn đứa con gái hắn nữa tên là gì nhỉ bẩm tên là sơn ờ tên là sơn tao giao phó cho chúng mày đi bắt mang về đây cũng không được lại để nó trốn thoát thành ra hỏng cả công việc lão châu ấy gan quá nhất định chịu chết chứ không chịu theo mình mà đi hô hào dân chúng châu hữu lũng cộng tác với mình mà ác hại lại không có ai thay được lão châu ấy dân chúng chỉ tin cậy có mình hắn chỉ nghe theo có mình hắn bây giờ giết hắn đi cũng là thất sách chắc là đêm qua đồng đảng của hắn lẻn vào đây vác xác đi rồi chứ gì Thế nào rồi cũng có chuyện xảy ra Bẩm chúng con đã dò la ra đồng đảng của chúng Có lẽ đêm qua tên hoạt động nhất của chúng là Lê Trung đã lẻn vào đây Người Nhật trừng mắt hỏi Lê Trung là ai? Dạ theo chỗ chúng con được biết Thì Lê Trung là một tên rất lợi hại Hắn do thám rất tài tình Mà không để lại một dấu vết gì Trước hắn là người làm cho Lão Châu Sao nghe đâu hắn gia nhập vào một đảng cách mệnh hay quốc gia gì đó nhưng tại sao hắn lại biết Lão Châu bị bắn mà tới mang xác về? Hẳn phải có một nguyên nhân gì? Vâng, con cũng nghĩ thế. Chắc hắn lẻn lút đêm hôm ở xung quanh đồn này đã nhiều lần rồi. Vì một mục đích do thám về tình hình quân sự chi đó. Quan để cho chúng con điều tra rõ ràng về việc này xem sao. Ta muốn bắt sống Lê Trung để phá tan đảng của hắn. Chúng mày liệu mà làm việc, rồi sẽ có thưởng lớn. Nói xong, người Nhật nhảy lên mình ngựa đi thẳng vào đồn ở gốc cây chỗ vụng máu đọng Còn hai kẻ tay sai cho nhật nhỏ to bàn chuyện với nhau Một đứa hình như đã chán cảnh làm tôi đòi cho sức mạnh Nên nói Thì ạ, à, Tao chán làm công việc này lắm rồi Mày có biết rằng suốt đêm hôm qua tao không chờ mắt được không? Hình ảnh lão già cứ hiện ra với những lời chửi rủa vang vẳng bên tai Thìn ngạc nhiên nhìn bạn và bộ vai cười Sao mày yêu bóng vía thế? Mới giết có một mạng người Mà mày đã hối hận ăn không ngon ngủ không yên. Thế những kẻ họ dội hàng tràng bom xuống làm chết hàng vạn người thì sao? Thôi Lâm ơi, mày hãy cất cái đạo đức của mày đi. Lúc tao thấy mày sắp chết đói ở dọc đường, mày có thấy ai thương mày không? Tao nghĩ thương hại mới dắt đi làm. Được vài tháng no ấm đã dở ngay lương tâm ra. Lâm bùi ngùi nói. Không phải thế, nhưng tao càng nghĩ càng thấy lão châu ấy mang chúng mình là đúng. Muốn kiếm miếng ăn thì có vô số nghề. Việc gì mà phải làm việc gian Mang thân làm tôi mọi cho quân giặc Tìm cách giết hại đồng bào lương thiện yêu nước Thôi đi Mày đừng thiết tao nữa Mày có muốn sống hay là muốn theo lão châu Để tao về tao làm báo cáo về mày Lâm nín lặng nhìn bạn Hai kẻ bán nước đã có sự đố kỵ trong lòng Một lúc sau thì bảo Lâm Công việc hãy còn nhiều Mày cứ kể lấy con cả con kê mãi Tao cho mày chọn hai việc quan giao cho đó Mày đi bắt con Sơn Hay là đi ra thám Lê Trung Tao không biết mặt Lê Trung thì làm thế nào được Thìn mỉm cười Tao biết trước mà Nhưng thôi Lê Trung để phần tao Mày liệu mà tìm cho bằng được con Sơn Tuy nó còn bé Nhưng chắc cũng ghê gớm lắm rồi Tao có cảm tưởng như nó hãy còn luẩn quất ở vùng này Chứ chưa đi xa đâu Còn tao với thằng Trung Thì phải một mất một con Nó còn sống với đảng của chúng nó thì tao ăn cũng chưa được ngon Nói xong thì rút khẩu súng lục Bắn vào cành cây gần đấy Cành cây bị trúng đạn gãy gục xuống Thìn cười ha ha bảo bạn Thằng Trung thế nào cũng phải nếm viên đạn của tao chương 4 Búa dìu dân chúng Lâm tìm thấy Sơn trong một phiên chợ Tại làng Đông thuộc Cách đồn Bác Lệ độ chừng 5 số Từ hôm Sơn được Lê Trung dẫn về Sơn nằn nỉ xin giúp việc Lúc đầu Lê Trung còn không dám nhận vào bảo Em hãy còn bé Mà công việc thì nguy hiểm Anh sợ có điều gì thì phí cả mạng em đi Sơn không nghe nói Em dù chết cũng được vui lòng Anh tính hộ em Em bây giờ bốn phương không nơi nương tựa Có nhà không dám về sợ chúng bắt Cha em chết rồi Em không mang thân ra báo thù cha Thì còn làm việc gì nữa một mình em thì không làm gì nổi chúng Này theo anh trong công cuộc đánh nhật May ra em được toại nguyện chăng Lê Trung lắc đầu Nhưng em biết làm những cái gì Tuổi của em hãy còn là tuổi chơi bời học hành Anh chưa có quyền dùng em vào việc nước Sơn cười Việc gì em cũng xin làm Việc khó nhất là cầm súng bắn giặc chứ gì Anh còn nhớ đêm hôm ấy Anh không vội nói thì em đã bắn rồi Và em bắn rất trúng anh sẽ em ngày trước còn lạ gì nữa lê trung đành chịu vì chẳng biết sơn không phải là đứa bé tầm thường và có một đứa trẻ can đảm thông minh như sơn không phải là thừa trong công việc thế là sơn bắt đầu dấn mình vào trong việc nguy hiểm sơn đi do thám sơn đi liên lạc sơn tuyên truyền gây phong trào kháng nhật khắp vùng mà bọn do thám bên nhật không biết chúng chỉ phong thanh thấy xuất hiện một cô gái bé nhỏ kỳ dị làm hại công cuộc của chúng thìn và lâm đều đoán là đứa con gái nhỏ ông châu và tức đầy ruột chúng cải dạng như người thường trong dân chúng dò la khắp đó đây chỉ chờ cơ hội bắt gặp sơn là bắt sống cho đến một phiên chợ tại làng đông thuộc lâm thấy một cô gái bé nhỏ đường lớn tiếng hô hào dân chúng tiếng sơn lành lành làm mọi người đều ngạc nhiên cảm động và lắng tai nghe chúng ta đã quá hiền lành nhu nhược để quân giặc đè đầu cưỡi cổ em thử hỏi rằng một đứa bé con đương bú sữa mẹ mà có ai rằng ra Nó có khóc thét lên không Chân yếu tay mềm Nó không làm gì được Nhưng mồm nó phải kêu Tay nó phải răng lại Chúng ta đây thật không bằng đứa trẻ con Bát cơm đương ăn có người giật lấy Nhà cửa đương ở có người đến phá đi Bố mẹ anh em đương thân yêu Có người đến giết đi Thế mà chúng ta vẫn lặng thinh cam sống Chúng ta có khác gì một đồ vật vô tri Người ta muốn làm tình làm tội thế nào cũng được có mắt không biết trông Có chân tay không biết cử động Có sức mạnh không biết dùng Dân tộc Việt Nam hèn yêu đến thế chăng Không Không Muôn ngàn lần không Còn run xéo lắm cũng quằn Còn chó đánh mãi cũng phải giật giật Con người bị áp bức mãi cũng phải nổi lên tranh đấu Chúng ta muốn sống phải cho ra sống Phải liều thân mà giành giật lấy cái sống Phải giữ lấy miếng cơm manh áo Phải giữ lấy đất cát nhà cửa Phải giả thù cho bố mẹ anh em Chúng ta phải rèn gươm đúc súng Phải cùng đồng một lòng xây dựng một trường thành bằng xương thịt Mà đánh đuổi quân thù Dân tộc Việt Nam còn đợi gì nữa Súng đạn đã nổ tung khắp thế giới Quân đội Nhật Bản đã núng thế Đó là một cơ hội duy nhất cho chúng ta chiến thắng vẻ vang Chúng ta còn đợi gì Chúng ta còn đợi gì Sơn nói một hồi Khi dằn từng tiếng Khi đỏ mặt cường quyết Không kém gì một nhà hùng biện Những lời lẽ đó sơn đã học sẵn ở nhà và một đôi khi phấn khởi thêm bớt ít nhiều càng thêm phần hùng tráng sau hai câu hỏi dồn dập của sơn dân chúng như bàng hoàng tỉnh ngộ vì đó phần đông là những người nhà quê hay tiểu phu chất phác nào có hiểu gì đến chính trị trong nước tiếng ầm ầm nổi lên và họ đều hò reo đánh nhật đánh nhật chứ còn đợi gì nữa trong khi ấy sơn đưa mắt nhìn xung quanh mình lòng hân hoan sung sướng vì lời nói của mình đã có hiệu quả. Nhưng nét mặt Sơn hơi cao lại nghĩ ngợi, vì Sơn vừa thoáng nhận thấy Lâm, tên do thám cho quân đội Nhật Bản, đương lần vào trong đám dân chúng. Sơn không còn lạ gì Lâm, vì Sơn đã nhiều fan rình mò xung quanh đồn Bắc Lệ, và chính hắn đã dẫn quân Nhật đến bắt ông Châu. Biết đầu chẳng chính hắn đã đến bắt ông Châu. Kẻ tử thù ở trước mặt, Sơn giả vờ như không biết, vì thấy Lâm vẫn nhìn trộm, khi tiếng ồn ào đã ngớt sơn lại bắt đầu nói chúng ta phải đánh nhật đuổi chúng về nước để giữ sự tự do no ấm cho chúng ta nhưng muốn đánh nhật chúng ta phải đề phòng bọn tay sai của chúng đó cũng là những người việt nam nhưng đã quên cả tổ quốc mà đưa đường chỉ lối cho giặc mà dắt cướp vào nhà mà giết hại chúng ta nếu không có chúng thì quân giặc từ phương xa lại biết đâu những chỗ hang cùng ngõ hẻm biết đâu đến vàng bạc châu báu của nước ta mà vơ vét biết đâu đến những tổ chức kháng Nhật mà đánh phá, mà bắt bớ giam cầm tra tấn giết hại những người yêu nước. Ông Châu Hữu Lũng chết đi cũng vì chúng ám hại. Chúng ta người tại Châu Hữu Lũng có thể làm ngơ trước kỳ chỉ độc ác của những người lòng lang dạ thú, đi liếm gót giày, làm chó săn cho giặc được không? Chúng ta phải thẳng tay trừng trị. Và kia kìa, chính tên Lâm đã do thám cho Nhật, đã giết hại ông Châu, đã mang Nhật về bắt bớ bao người lương thiện. Chúng ta còn đợi gì mà không cho một bài học? Sơn vừa nói vừa chỉ vào tận mặt tên Lâm Nó đến giỏ la chúng ta Rồi về tâu với quân Nhật để lập công Dân chúng kêu lên giận dữ Đâu? Nó đâu? Tên giặc bán nước đâu? Đột nhiên bị lột mặt nạ Lâm luống cuống Mấy người đứng xung quanh Lâm định giữ Lâm lại Nhưng hắn đã nhanh nhẹn Nhảy vội ra ngoài và rút súng lục ra Giữ thế thủ và quát lớn Ai đến gần ta bắn chết bây giờ cả chợ nhau lên Có những người đàn bà hăng hái Vác đòn gánh chạy bổ lại phía Lâm Nhưng Lâm đã bắn một phát súng chỉ thiên thị oai Nên không ai dám tới gần Vì đó chỉ là những người nhà quê rất sợ súng đạn Hắn chỉa súng về phía Sơn và dọa Xuống ngay và đi theo ta về chạy Sơn đường đứng ở trên một mỏm đá cao Thấy tình hình như thế đành phải xuống Nhưng Sơn đã có chủ định Trong lúc bất ngờ Sơn rút nhanh khẩu súng và chĩa về phía Lâm Nhưng Lâm cũng không phải tay vừa Thầy khác ý hắn bán ngay Hai tiếng súng cùng nổ Mọi người kêu lên một tiếng thất thanh Thầy Sơn bị đạn ngã xuống Nhưng trước khi tên Lâm kịp chạy Sơn vẫn còn đủ can đảm nằm ở dưới đất Bàn vời theo một phát súng vào đùi Lâm ngã vật xuống Và mọi người xô lại trói và phang túi bụi vào người Trong khi Lâm chịu hình phạt của dân chúng Kẻ đấm người đá Người nhổ vào mặt Thì Sơn đã ngất lịm đi không biết gì nữa Giả Sơn còn tỉnh mà được nghe thấy lời lạy lục van xin của Lâm Thì sung sướng hà dạ biết bao nhiêu Hắn luôn mồm kêu ca Lạy các ông lạy các bà Còn chót dại Tha cho con làm phúc Người ta kéo hắn đến bên cạnh Sơn và bảo Tội mày bé lắm đấy Hãy nhìn xem công cuộc của cô mày Hàn nhắm mắt lại hối hận Không dám nhìn Sơn trong vũng máu Hắn bị dầm đầu xuống mà lại sơn Người ta làm đủ tình đủ tội nó mà chưa hả Cho đến lúc một người đàn bà nóng nầy Phang cho nó một gậy ngất đi và bảo Quần này không giết đi con để làm gì Còn tôi bị Nhật bắn đã 3 tháng nay Và nghe đâu bị chết ở câu lô rồi Quần khốn nạn Chỉ vì chúng mày Nên dân gian mới phải cơ cực đủ điều chương 5 Một chiến sĩ Lê Trung khi Sơn tỉnh dậy Thấy mình nằm ở trên giường hàn hoi Và bên cạnh thì có Lê Trung đưa ngồi lo lắng suy nghĩ Sơn vội hỏi Anh Trung Anh Trung Anh nghĩ gì mà trông khắc khổ thế Lê Trung thở dài và bảo Sơn ạ à, Lần này khỏi Sơn phải ở nhà nhé Không được đi đâu nữa Sơn cười Anh lận thần quá Sao anh lại cấm em thế em chẳng bắn chúng tên gian sao em chẳng giúp được việc cho anh ư anh sợ em chết à còn gì nữa từ khi sơn nhất định đòi sông pha anh không yên tâm chút nào cả sơn hãy đợi một vài năm nữa nhớ lên làm việc cũng chưa muộn sơn hóm hình nói đợi vài năm nữa để các anh đánh nhau một mình với quân nhật à em nhớ lên thì chúng đã thua chạy về nước rồi còn đánh ai không được anh trung ạ à. Anh đừng cấm em yêu nước mà phải tội Hai anh em đường nhỏ to bàn chuyện cãi ly với nhau Thì chợt có bóng người đi qua cửa Sơn nhanh mắt nhìn thấy và khẽ bảo Lê Trung Có người do tham chúng mình Em hình như nhận được tên thìn Vẫn làm cho quân đội Nhật Bản ở Bắc Lệ Anh thử chạy ra xem Quả như lời Sơn đoán đúng Thìn đã tìm được chỗ Lê Trung và đương rình mò ở ngoài Lê Trung vừa bước ra cửa thì thoảng thấy một người mặc áo tơi nón lá đi lại phía chàng Lê Trung tiến lại Chưa biết thực hư ra sao thì người lạ mặt Tức thìn cải trang Đã hất chiếc áo tơi ra bên cạnh chĩa súng về phía chàng và bảo Muốn sống giơ tay lên Một phút hay một giây ngập ngừng là đủ chết Lê Trung đã quen sống với những trường hợp bất ngờ như thế Nên chưa kịp nghe thì nói hết câu Đã cúi rạp mình xuống Ôm lấy chân kẻ thù mà quật một tiếng súng nổ nhưng trượt ra ngoài Sơn giật mình hoảng hốt lo thay cho chàng Và cố gượng dậy lần ra cửa xem Một cuộc vật lộn ghê người Đường diễn ra trên con đường hẻm gần dãy núi Đồng Lai Nhà của Ly Trung ở riêng biệt một góc rừng Nên không ai biết trận đánh nhau đó Sơn lăm lăm cầm khẩu súng trong tay trực nhà đạn Nhưng hai người như hai con chăn Cứ cuốn vào nhau không rời Thật là kỳ phùng địch thủ Một bên dùng võ judo của Nhật một bên thì dùng môn vật của ta để đối lại Lê Trung lại điểm thêm những cái đấm trí tử của môn võ anh Có một đôi khi Sơn đã phải nhắm mắt lại không dám nhìn Vì Lê Trung bị thìn quật lăn ra đến hai ba thước Nhưng đến khi Sơn nhìn lại Thì chính thìn cũng đã bị ngã lộn nhào lại Hai người quẩn nhau đến hơn 10 phút Mà chưa ai thấy núng thế Đến một lúc Trung và thìn quấn dít vào nhau Trung đài lên trên cô lấy sức mà ghi mạnh Thìn đã tỏ vẻ yếu Nhưng may mắn làm sao Tay hắn của Quang ở dưới đất Lại chạm ngay phải khẩu súng hắn đánh rơi từ lúc đầu Sơn vẫn không bỏ qua một cử chỉ Tay hắn cố với ra thì một tiếng súng nổ Khẩu súng bị băng đi Hắn kêu lên một tiếng Lê Trung giật mình lòng tay đôi chút Hắn thừa dịp dùng một thế võ nhật hất được Lê Trung xuống đất Và cắm đầu chạy Sơn bán theo nhưng không trúng Đến một gốc cây khá xa Hắn nhảy lén ngựa dầu sẵn từ trước Và phi một mạch đi thẳng Lê Trung rụ áo đi vào nhà và bảo Sơn Không có em thì anh chết hôm nay về tay quân giặc Sơn lảng sang chuyện hỏi thăm Anh có đau không? Trông mặt mày thâm tím cả Lê Trung cười Võ Nhật thằng ấy khá lắm Những cái cuột của nó như trời giáng Và nếu anh không biết tránh Thì thế nào cũng bị gậy tay với nó hôm nay nhưng anh cũng chẳng phải tay vừa chắc nó cũng đau lắm rồi nên mới phải bỏ chạy trung lắc đầu không phải nó chưa thua đâu nó chạy vì nó thấy em bắn băng súng của nó đi đấy chứ lê trung sát sơn vào đặt nằm ở trên giường và bảo thôi nhé lần này là lần cuối cùng tôi cho cô bắn súng tôi sẽ đưa cô đến một chỗ thật kín đáo mà tĩnh dưỡng không phải dính dáng đến chuyện đánh nhau nữa sơn dãy nảy lên anh nói thật hay nói đùa đây Em không bằng lòng đâu Lê Trung nghiêm trang nói Giá lúc thường thì không sao Nhưng bây giờ đã đến phút nghiêm trọng rồi Em phải giữ kín tin anh cho em biết Sắp sửa có cuộc tấn công của quân ta vào đồn quân Nhật Cuộc giao tranh sẽ gai go ác liệt Vì vậy anh mới phải bắt buộc em đến ở một chỗ khác Sơn không chịu và nàng nạc đòi ở lại Sau cùng Lê Trung phải bảo thì em còn bị thương Không chữa chạy cho khỏi thì đi đâu Sau này khỏi hàn sẽ hay Sơn cười Có thế chứ Anh cấm em bán súng thì ác quá À còn tên Lâm hắn có việc gì không Hay chỉ bị thương soàng thôi Về thường ở đùi không sao Nhưng hiện nay hắn đương ốm vì đòn của dân chúng hôm ấy Anh đã hỏi hắn và xem ra bây giờ hắn ăn năn hối hận lắm rồi Nghe hắn kể thì hắn cũng là người tốt chỉ vì nghe thằng Thìn rủ dê làm bậy đi thôi Bây giờ hắn oán thằng Thìn lắm Vì hắn đã được nghe giảng dài một hồi về tấm lòng yêu nước Thương đồng bào Còn thằng Thìn mới chính là tên đại gian ác Anh cần phải gặp nó ven nữa Để cho nó một bài học Chương 6 Đường về Tổ quốc Nhưng Lê Trung không cần phải bắt tên Thìn Mà đã có người bắt hộ, Đó là Lâm một kẻ lạc lầm đã giác ngộ trở về con đường chính mười hôm sau khi lâm bị bắt lâm đã tỏ rõ ra là một người hối lỗi vô cùng nên lê trung đã tha để lấy công và chuộc tội và quả nhiên một hôm lâm trói được thìn ở trên ngựa mang về nộp lê trung thìn hãy còn mê man mùi rượu sạc sủa không biết gì hết lâm vất thìn xuống đất và nói đã lâu bây giờ tôi mới dám ngửa mặt nhìn người khác mà không thẹn trong lòng ông trung ạ à chính tên này đã dẫn tôi vào con đường bẩn thỉu đã xui dục quyền rũ dụ tôi dúng tay vào những việc nhục nhã nó là kẻ thù lớn nhất của tôi nó là một con rắn độc của đồng bào tôi xin mang về để ông bẻ hộ anh vớt hại người lê trung vỗ vai lâm khen ngợi khá lắm nhưng tên thìn này giỏi võ và đa nghi lắm lâm làm thế nào mà bắt được một cách dễ dàng thế lâm sung sướng nhún mình có gì đâu nó vẫn còn tin tôi nên tôi dùng một mẹo nhỏ thật ra tôi cũng chẳng phải làm gì hết đã có rượu và thuốc mê làm hộ tôi lâm kể đến đây thì sơn ở trong nhà chạy ra sơn đã gần khỏi cành tay chỉ còn băng bó ít nhiều nhìn thấy người bị trói nằm ở dưới đất sơn hỏi anh trung ai bị bắt đấy thìn đấy mà tên đánh nhau với anh hôm nọ và đây là kẻ lập xong chiến công anh liệt ấy Sơn ngạc nhiên nhìn Lâm Vì Sơn không được Lê Trung cho biết Đã tha Lâm để đi bắt thìn Lâm biết vậy Nên đến trước mặt Sơn nói Cô đừng nhìn tôi thế Tôi lấy làm nhục lắm Tôi dù giỏ đến giọt máu cuối cùng Cũng không để nổi tội ác đối với cô Tôi dù nhớn xác Nhưng chính không bằng một con vật Tôi đã bắn cô Tôi đã bắn Sơn vội nói Thôi, việc cụ đã qua rồi vết thương của tôi đã lành mạnh Ông đừng nên nghĩ ngợi nữa Lâm òa lên khóc Không Chính tay tôi và tên Thìn đã bắn chết ông Châu đêm hôm ấy Tôi hối hận thì đã muộn lắm rồi Tôi cố công bắt tên thìn để tùy cô xử tội hai người. Trong khóe mắt long lanh hai giọt lệ cảm động và đau thương, Sơn vùng chạy vào trong nhà khóc nức nở. Lê Trung vỗ vai Lâm và bảo. Bà Thôi anh về đi, để Sơn nghỉ, nhưng Lâm đã chạy theo vào trong nhà, quỳ xuống bên cạnh giường Sơn để chuộc tội. Một lúc khá lâu, Sơn ngẩng lên thấy Lâm vẫn quỳ ở dưới đất, hốt hoảng nói: "Ông làm gì thế này?" Lâm nói giọng run run: "Tính mệnh tôi ở trong tay cô, tôi không còn đáng sống làm người nữa." Sơn vội xuống đỡ Lâm dậy và bảo: "Tính mệnh ông, tôi không dám nhận." ông nên mang thân ra mà dâng cho tổ quốc có hơn không lê trung cũng nói vào người mẹ bao giờ cũng rộng lượng tổ quốc giơ tay đón những đứa con lầm lỗi và biết ăn năn vừa lúc ấy có tiếng kêu giống ở bên ngoài mọi người đều chạy ra và thấy tên thìn đã tỉnh và đương quằn quại với dây thừng ở dưới đất hắn gầm lên như một con thú dữ bị trói tròn bốn vó Câu chuyện Thế rồi một buổi chiều Dũng bước trên con đường làng Ban trưa đường vắng Tiếng gió thổi kéo kẹt trong những sạng tre xà Lẫn với một vài tiếng gà gáy xa xa đưa lại Và tiếng trong trèo của mấy đứa trẻ nô đùa dưới ánh nắng ấm áp Dũng cứ cắm đầu bước Tuy chàng vẫn biết rằng Lần này khó lòng thoát được Từ nửa đêm đến giờ Chàng đã trồn chân Đi hết làng này sang làng khác nhưng không có một nơi nào để chàng tạm ẩn. Bên đường, cạnh vài gốc thông già, mấy người con gái xung quanh một cái giếng khơi, đường kéo gầu lấy nước. Dũng khát sáo cổ, nhưng vẫn không dám dừng lại xin nước uống, sợ người ta nhận biết mặt mình. Chàng cắm đầu đi, vang vẳng nghe sau lưng tiếng gió reo trong dạng thông. Tiếng cười nói của mấy cô con gái và tiếng nước chảy từ gầu xuống giếng sâu. Đi gần hết làng, Dũng trông xa ra. Ở giữa tận chân trời, thấp thoáng có mấy nóc nhà gạch. Chàng biết đó là dãy phố huyện VT. Chàng biết rằng chàng đã cùng đường, tiến không được nữa, lùi tất gặp người đuổi mình. Chàng rẽ liều vào một cái ngõ con, đi hết một quãng, gặp một cái cổng chùa, nửa khép nửa mờ, dũng chép miệng, cứ liều. Liều, vì chàng biết rằng vào đây chỉ là đợi người ta đến bắt. Dẫu sao khi đã khép cổng lại rồi, dũng thở dài, người như nhẹ hẳn một dãy hồng nở hoa, thoang thoảng đưa hương thơm. Dũng đi qua một cái vườn rộng, vừa vào đến gần chùa, thì một vị sư bà chạy ra nói, ấy chết, mời thầy ra ngay cho, chùa này là chùa sư nữ ở. Dũng gần như nhìn sư bà, rồi trả lời ngớ ngẩn, nhưng tôi đã chót vào rồi, thì để tôi vãn cảnh chùa đã. Rồi Dũng nhìn ngang ngửa như một nhà khảo cổ, ngắm nghĩa vẻ đẹp của nếp chùa. Thật ra chẳng đương loay hoay tìm cách ẩn thân, Ngắm nghĩa mãi rồi sư bà cũng đến mở ra thôi. 15 phút sau, khi đã xem khắp các nơi để tìm chỗ trốn, Dũng đứng vở đọc những chữ mà chàng không hiểu trên một tấm bia cổ. Bỗng có tiếng người đầy công chùa, chàng giật mình lắng tai nghe, nhưng lại yên tâm ngay vì thấy có tiếng cải then cửa lại. Chắc là có người nào ở trong chùa vừa đi đâu về. Dũng thấy động sau lưng quay lại, đôi mắt hoa đương đam đam nhìn chàng, đôi mắt ngạc nhiên của một cô sư trẻ tuổi Dũng như không để ý đến người sư nữ lại vờ nhìn bia. Một lát sau, sư bà lên cùng với sư cô trẻ tuổi, vừa cất tiếng mời Dũng xa, thì ngoài cổng có tiếng đập mạnh. Ba người cùng lặng yên lắng tai, Dũng tiến đến gần sư bà van lơn. Bạch sư bà, tôi sống chết bây giờ là ở tay sư bà. Xin sư bà thương mà cứu tôi. Họ sắp vào bắt tôi. Tôi một người... Tiếng sau cùng chàng nói thật khẽ, nhưng hai nhà sư cùng nghe rõ và thấu ngay tình cảnh nguy cấp của người khách lạ thăm chùa sư bà đưa mắt nhìn sư cô còn sư cô vẫn đăm đăm nhìn dũng không chớp tiếng gõ cổng ngoài một lúc một mạnh dũng nói sư bà cho phép tôi đi trốn nhưng ẩn đâu ẩn đâu bây giờ trong lúc sư bà còn đương lưỡng lự chưa biết xử trí ra sao thì sư cô điềm nhiên nói một cách bình tĩnh như không được ông vào buồng tôi mà ẩn rồi cô lấy tay chỉ về phía nhà trái bảo dũng Ông xuống ngay đi. Tùy đường lo sợ hốt hoảng, mà Dũng cũng phải lấy làm ngạc nhiên về cử chỉ của cô sư. Chàng thoáng thấy một vẻ đẹp oanh liệt, lạ lùng, hiện trên nét mặt dịu dàng của người sư nữ, đã điểm tĩnh tìm cách cứu chàng, che chở chàng như một người chị. Trong lúc Dũng ở trong buồng tối, nép mình sau mấy bức hoành vi và câu đối, thì sư cô lên tiếng hỏi người gõ cổng. Một lát sau, Dũng thấy có tiếng người đàn ông nói Lạ thật, có người bảo đi vào ngõ này mà tìm đâu cũng không thấy. Và tiếng người sư nữ đáp lại. Chùa này lúc nào cũng đóng cửa. Ai vào được đây? Họ trao tương vào. Các ông thử đi xem. Tiếng sư cô trả lời bình tĩnh như không. Im một lát, rồi dụng thấy tiếng chân đi về phía cổng và tiếng cải then. Chàng vững tâm lại gần cửa nhìn qua khe ra ngoài. Thấy hai sư đương đứng ở sân bàn chuyện. Sư bà nói với sư cô. A-di-đà Phật, bây giờ làm thế nào? Bạch sư bà, con nghĩ nên để cho người ta ẩn đến chiều. Thế ngộ làng nước... Bạch sư bà, ai biết được? Thoát nạn, Dũng bước xa, đến gần hai nhà sư ân cần tạ ơn, và xin đi ngay để khỏi phiền lòng hai nhà sư. Không sao, ông cứ lánh ở nhà chùa, đợi đến sâm sầm tối hãy đi, bây giờ ra ngay thế nào được. Họ biết thì lôi thôi đến cả nhà chùa nữa. Sư bà gật đầu cho là phải, và khi thấy Dũng có vẻ mệt, liền ân cần hỏi thầy chắc đói lắm. Rồi quay lại bảo sư cô. Sư cô lên lấy ít oản chuối xuống đây để thầy ăn cho đỡ đói. Sư cô lên chùa, rồi đem xuống một đĩa đầy oản chuối, đặt trên bàn mời. Có ít lọc Phật, ông vào rơi nước. Bây giờ Dũng mới để ý đến giọng thanh tao của vị sư nữ. Đến đôi bàn tay xinh xắn trắng trẻo, đương nhẹ nhàng xếp lại mấy phẩm oản và đôi bàn chân nhỏ nhắn trong dép da mộc mạc. Chàng đói bụng, nên ăn có dáng ngon lành rồi trong khi uống nước chàng nói chuyện với hai nhà sư về cuộc đi trốn của chàng trước khi đến chùa thấy hai nhà sư ân cần hỏi han chàng đem đời mình ra kể qua loa bằng một giọng thành thực và tự nhiên chàng sẵn có tài nói nên dễ cảm động người nghe sư bà chốc chốc lại điểm hai tiếng tội nghiệp dần dần dũng biết rằng ông cụ thân sinh ra sư bà trước kia cũng đã gặp cảnh ngộ giống như cảnh ngộ của chàng bây giờ chàng mới hiểu vì cớ sao sư bà không sợ gì tội lỗi hiểm nghi để cho chàng ẩn vào buồng sư cô. Còn sư cô từ nãy đến giờ vẫn ngồi yên, không nói nửa lời. Mắt nhìn ra sân vẻ mặt lạnh lùng, bí mật, có dáng nghĩ ngợi. Trời đã sầm sầm tối, gió lạnh nổi lên vù vù, lọt qua khe dại, lấm tấm có vài hạt mưa. Dũng biết là đã đến lúc từ biệt hai nhà sư. Tuy ra ngoài chưa chắc thoát khỏi những nơi canh phòng, nhưng Dũng biết rằng không thể nào đêm hôm ở lại trong chùa, chỉ có một mình mình với hai sư nữ sư bà chắc cũng nghĩ vậy nên khi dũng tạ ơn xin đi không giữ lại thường hại bảo dũng thầy cầm vài phẩm oàn để đêm có đói thì ăn sư cô vội can bạch sư bà ông ấy chả dám nhận của nhà chùa không nên để ông ấy mang theo mình thôi để con đưa ông ấy ra cổng trời đã tối lúc ra không dám đem đèn mà dũng lại không quen đường nên phải lần từng bước theo bóng sư cô khi thoang thoảng người có hương hoa hồng Chàng mới biết là đã ra đến gần cổng chùa Gió lạnh thổi mạnh hơn Mưa đã bắt đầu rơi nặng hạt Dũng dùng mình Nửa vì lạnh Nửa vì nghĩ đến những sự nguy hiểm đợi chàng Trên những con đường làng chàng không thuộc lối Đêm hôm canh phòng nghiêm ngặt Hai người cùng đứng dừng lại dưới mái cổng Sư cô hình như chủ trừ Chưa muốn mở then cửa Quay lại phía Dũng Trong bóng tối mở mờ Dũng đoán thấy hai con mắt nhà sư đang nhìn chàng Một lát sau sư cô nói rất khẽ này ông sư cô dạy tôi ngại cho ông lắm đêm hôm sư cô không ngại tôi đi được tôi đã quen đi đêm đã quen lạnh rồi thưa ông tôi không ngại gì đêm lạnh nhưng tôi sợ sư cô ngừng một lúc rồi nói tiếp tôi sợ ông không thoát được dũng chép miệng đành liều vậy thôi xin chào sư cô ở lại thật không biết lấy gì tạ ơn sư cô suốt đời tôi còn sống được ngày nào tôi không dám quên Sư cô chừng như cũng hiểu thấu sự cảm động của Dũng Ông tạ ơn rời Phật Còn đi thì bây giờ ông chưa đi được Vâng, ông không thể nào đi được Ông nghe tôi Tôi chắc thế nào ra họ cũng bắt được ông Dũng cứ yên lặng để sư cô nói Chàng cũng chưa hiểu sư cô định ý ra sao Ông Dạ Ông đi theo tôi Ngoan ngoãn như đứa trẻ dễ bảo Dũng lặng lặng theo sư cô hai người qua một cái vườn rộng, đi vòng ra sau chùa. Dũng chỉ thấy cái bóng trắng lờ mờ của bức tường và nghe tiếng sổ soạt của lá khô dưới gót chân hai người. Sư cô đứng dừng lại sẽ bảo Dũng. Ông cẩn thận, có mấy bục gạch. Rồi hai người trèo lên mười bực thang gạch vào một cái buồng nhỏ. Dũng đoán là một cái gác chuông hay gác khánh bỏ hoang. Sư cô bảo Dũng. Ông đứng yên ở đây để tôi về qua chùa. Kẻo sư bà thấy tôi đi lâu người của. Thưa cô, thưa sư cô, sư cô cho biết Ông cứ ở đây Ông hãy tạm lánh ở đây một vài hôm Ông chớ để sư bà tôi biết Rồi chúng ta sẽ liệu Dũng ở lại một mình trong gác tối Còn lấy làm ngạc nhiên về cử chỉ lạ lùng của cô sư Trên ngọn mấy cây thông gần đấy Gió vẫn thổi gì sao Dũng giơ tay ra ngoài cửa sổ hoa Thì thấy mưa chưa tạnh Chàng định tâm lại mới biết mình đòi đi ngay đêm nay Là dại dột không biết ngần nào Đường suy nghĩ bối rối dũng thấy có bóng lửa lập lòe dưới chân thang sư cô bước lên tay cầm một cây đèn con đặt ở bậc gỗ rồi lại xuống ngay một lát sau lại lên lễ mễ cắp một bó chiếu nặng dũng vội vàng chạy ra đỡ giúp sư cô tử tế quá sư cô nhìn bó chiếu đêm nay mưa lạnh lắm thế này chưa chắc đã đủ ấm nhưng mà ở chùa chỉ có chiếu thôi thưa sư cô xin đủ lắm rồi cảm ơn sư cô dũng cảm động dưới ánh đèn nét mặt sư cô nhiễm một vẻ đẹp thần tiên hai con mắt tử bi dịu dàng nhìn dũng thương hại như an ủi chàng ông có khát không sư cô bước xuống thang còn quay lại đưa cho dũng một bao diêm thôi ông đi nghỉ ngay kẻo mệt ông nên tắt đèn đi nhỡ có người trông thấy dũng cầm đèn chiếu xuống cầu thang sư cô vội can thôi ông nên tắt đèn ngay đi thì hơn tối tôi đi cũng được sáng hôm sau khi dũng thức dậy Ánh nắng đã xuyên qua cửa sổ chiếu vào sân. Ngoài gác khánh, tiếng chim buổi sáng ca hót hòa với tiếng lá thông gì sao. Dũng ngồi vào chỗ của ánh nắng đầy sưởi vì trong người thấy lạnh buốt. Qua cửa sổ, chàng trông ra một cái vườn rậm rạp trồng toàn ổi và chuối. Dũng toàn đứng dậy xuống gác xem xét. Bỗng có tiếng chân người bước lên bậc thang. Sư cô tay cầm tích nước và cái chén bước lên. Thấy Dũng có vẻ mà sợ hãi thì mỉm cười nói. Ông tha lỗi tôi làm ông Sợ. Nhưng ông cứ yên tâm Sư bà tôi không ra vườn sau này bao giờ Mời ông sơ chén nước trẻ nóng Đêm qua ông nghỉ yên Dũng thấy sư cô hỏi han ân cần Có vẻ thân mật hơn hôm trước Nên cũng mỉm cười đáp lại Đà tạ sư cô Tôi vừa mới dậy được một lát thì sư cô lên Tôi chưa kịp định liệu việc gì Ông chớ vội vàng Ông cứ tĩnh dưỡng cho khỏe Vì rồi ông còn phải đi nhiều Để tôi ra ngoài xem tình hình thế nào đã khi nhà sư đi rồi, Dũng ngồi yên một chỗ chờ đợi tin tức. Đợi lâu, chàng đoán lúc đó vào khoảng 10 giờ cũng chưa thấy sư cô về. Bụng chàng đã thấy đói, mà ở nhà chùa phải đúng giờ ngọ mới được ăn cơm. Chàng cũng không hiểu sư cô dọn cơm cho chàng ăn ra làm sao, bằng cách nào. Rồi chàng mỉm cười một mình lầm bầm. Chắc là cơm nắm muối vâng. Ăn cơm nắm và ngồi bó gối trong cái gác nhỏ hẹp này. Có trốn đi để khỏi ở tu, thì mình cũng không khác gì ngồi tu. Rồi mệt quá, chàng dựa lưng vào tường ngủ thiếp đi. Có tiếng đập vào vai. Dũng thức giấc lờ mơ tưởng thấy một người tiên nữ đương cuối nhìn mình. Chàng mơ màng giơ hai tay lên mỉm cười. Bỗng có tiếng. Tôi đây mà, mời ông dậy dùng cơm. Dũng giật mình tỉnh hẳn, hơi thẹn nói chữa. Tôi ngủ mê quá, xin sư cô tha lỗi cho. Nhà sư hai má đỏ ửng không trả lời, đặt xuống sàn một cái khay trong có một liễn cơm một cái bát và một đĩa vừng sang. Hai người cùng đứng yên một lúc. Dũng nhìn xuống khay cơm nói pha trò để che sự ngượng nghịu của hai người. Khổ, tôi chẳng khác gì đứa trẻ ốm liệt giường liệt chiếu. Rồi chàng nghiêm nét mặt hỏi. Thưa sư cô, tin tức ở ngoài ra sao? Xin sư cô cho biết. Ông chưa thể đi được, mà có lẽ còn lâu ông mới có thể đi được. Rồi sư cô kể cho Dũng nghe rành mạch vì cớ gì. Dũng lo lắng. Làm thế nào bây giờ? Làm thế nào thì ông hãy cứ lánh thân đã. Ông hãy nóng ruột vô ích. Ông có việc gì vội không? Tôi thì lúc nào cũng có việc vội. Nhưng bây giờ chỉ có một việc cần nhất đi trốn. Ở đây không là trốn sao? Dũng cũng vẫn đã nghĩ như vậy rồi. Nhưng chẳng cho là ở đây không phải nơi trốn. Ngập ngừng chàng trả lời. Thưa sư cô, nhưng... Không thấy Dũng nói hết câu. Sư cô hỏi. Ông bảo sao? thưa cô sư cô tha lỗi cho tôi mang ơn sư cô nhưng đời tôi tôi có kể làm gì tôi rất ngại cho sư cô tôi biết rằng tôi ở đây được yên thân không sợ gì nhưng tôi vẫn ngại sư cô là người tu hành tôi là một người một người trần tục chàng không dám nói hết câu sư cô ôn tồn đáp lại tôi cũng đã nghĩ đến điều đó nhưng đã là kẻ tu hành thì cốt có lòng thương người xin ông đừng quan tâm gì cả Việc này chỉ có trời Phật và ông với tôi biết mà thôi. Can gì ông phải nghĩ ngợi. Vậy xin ông cứ an tâm và xin ông dùng tạm bữa cơm chay. Hai người nhìn nhau. Sư cô vội vàng quay mặt đi và lật đật bước xuống thang về chùa. Đã ba hôm sòng xã, Dũng ở luôn trong gác khánh, chưa đi được mà cũng không dám bước xuống vườn. Hết đứng lại ngồi và mỗi ngày mấy lần sư cô vào thăm chàng đưa cơm nước. Vẫn biết rằng ngồi một mình buồn bã át là mong có người vào thăm. Nhất là khi nào người đến thăm đó lại là một người sư nữ vừa dịu dàng, xinh đẹp, lại vừa lanh lẹ, vui tính. Đó là một sự thường lắm. Nhưng dần dần, Dũng thấy sự mong mỏi của mình vừa ra ngoài sự thường đó. Chàng tha thiết được gặp mặt sư cô như người khao khát được uống nước suối trong. Mỗi lần sư cô bước lên thang gác, chàng ngồi đếm từng bước chân, và khi trông thấy mặt sư cô, Dũng cảm thấy trong lòng êm ả, quên hẳn cái thân trốn tránh tưởng tượng như người đương đi nắng thấy thoang thoảng có hương sen theo ngọn gió mát ở đâu đưa lại khi dũng nhìn sư cô và thấy vẻ mặt sư cô nhìn lại mình dũng biết rằng sư cô cũng có một cảm tưởng như chàng dần dần hai người trông thấy nhau có vẻ thẹn thùng ngượng nghịu như kẻ lần lút làm một việc gì không chính đáng có lần dũng buột miệng nói nhỡ sư bà biết dũng lấy làm lạ sao mình chỉ nghĩ đến việc sợ sư bà biết mà không nghĩ đến việc trốn dũng lại lấy làm lạ rằng mỗi lần chàng ngỏ ý với sư cô muốn đi khỏi chùa thì sư cô tìm được những chứng cơ chắc chắn rõ rệt để khuyên chàng không nên đi vội mà lần nào chàng nghe sư cô nói cũng thuận tai cho là phải chàng chép miệng như người thất vọng biết bao giờ mới được đi nhưng nói xong dũng lại ngượng với mình vì chàng thấy sư cô nhìn chàng như đã hiểu rằng chàng vừa nói một câu không đúng với ý nghĩ thế rồi một buổi chiều một buổi chiều yên tĩnh Sư cô một mình thơ thần đợi giờ thỉnh chuông Gió bắc nhẹ nhàng thổi Như đem theo với cái lạnh lẽo Của những buổi chiều đông Những nỗi buồn xa xôi Không duyên cớ Tiếng rì rào của mấy cây thông già lọt vào chùa Nghe phiêu diêu như tiếng than vãn của không trung Sư cô thấy tâm hồn mình lạnh lẽo Với gió hưu hưu rung động với lá thông gieo rì rào Hương thơm từ trên Phật tòa Theo gió đưa xuống phảng phất bao bọc lấy người sư cô Chiều hôm ấy đem lại cho sư cô những cảm giác mới lạ gợi trí sư cô nghĩ tới những nỗi ái ân yêu thương của quãng đời mà sư cô tưởng đã xóa mờ trong trí nhớ nàng quên cả những nỗi đau đớn về sự thất vọng nó đã bắt nàng giục nàng lánh đời ba năm nay mà chỉ nhớ tới những ngày đầm ấm của tuổi xuân như còn để trong tâm hồn trong da thịt nàng cái dư vị không bao giờ phai của những sự yêu thương cũ sư cô vùng người thở dài một cái như để xua đuổi những ý nghĩ nó đến ám ảnh rồi vội vàng lên gác thỉnh chuông tuy miệng đọc chú tay đánh chuông, nhưng trí nghĩ của sư cô chập tròn theo tiếng chuông ngân nga, lan xa ra mãi. Thỉnh chuông xong. Sư cô yên lặng một lát, rồi uể oải bước xuống thang gác. Nàng lững thững lần theo dãy hành lang qua cửa vườn sau. Không để ý đến những hạt mưa rơi lấm tấm, rồi như người không ý nghĩ, đi lần về phía gác khánh bỏ hoang. Thấy trên gác có ánh sáng, nàng bước lên hỏi. Ông còn thức sao? Dũng vui vẻ hỏi lại. Sư cô phải không? Vâng. Tôi còn thức đây. Có việc gì thế sư cô? Không. Rồi hai người yên lặng. Một lát có tiếng sư cô. Người ta mới biếu nhà chùa bao trẻ ngon để mời ông sơi nước. Dũng dơ đèn soi đường cho sư cô. Vâng, tôi đường khát Xin mời sư cô lên. Dưới ánh đèn, Dũng thấy hai con mắt sư cô long lanh sáng như hai ngôi sao. Sư cô mỉm cười, nói một cách thân mật. Nhưng ông hãy thông thả để tôi về đu nước đã. Vậy tôi xin đợi. Sư bà bây giờ... Sư cô vội đáp. Sư bà hôm nay mệt, đã đi nghỉ. Hai người đều có một cảm tưởng như nhau, lần lút hẹn hò một cuộc gặp gỡ. Nửa giờ sau, sư cô đem khay chè và siêu nước lên. Trong căn gác nhỏ ấm áp, dưới ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn con, hai người ngồi đối diện bên mấy chén trà nóng. Hơi lên nghi ngút, Bên ngoài bắt đầu mưa to Dũng cất tiếng nói trước Đã mười hôm nay mới được uống chén nước ngon Lúc này thật quên những nỗi khó nhọc Vất vả vừa qua Chàng khoan khoái không muốn nghĩ đến Sự nguy hiểm đương đợi chàng ngoài kia Xa mình chốc lát trong một cảnh đời Như thực như hư Dũng thấy sư cô ngồi yên lặng Nhìn chàng đăm đăm như nghĩ ngợi điều gì Chàng hơi ngượng Phải cúi mặt xuống Một lát Dũng thở thẫn hỏi Sư cô vì sao lại đi tu Câu hỏi tình cờ đột ngột thốt nhiên nói ra, làm cho sư cô luống cuống ngừng nhìn Dũng. "Tôi cũng không biết." Sư cô không biết, nhưng tôi, tôi trông người sư cô, tôi biết không phải vô cớ, không phải tự nhiên mà sư cô đi tu." Dũng thấy đôi mắt sư cô luôn luôn chớp như cảm động, chẳng nói tiếp. "Chắc là sư cô có một nỗi khổ ngấm ngầm, một điều gì thất vọng." Câu nói của Dũng nhắc sư cô nhớ lại những ngày đau đớn của quãng đời tục lụy. Ba năm về trước đây, hồi còn là một thiếu nữ 19-20 tuổi. Một sự thất vọng về tình ái đã làm cho sư cô chán nản đến tuyệt vọng, đành đem thân nương cửa Phật để quên. Nhưng nào có quên được? 3 năm dòng giã, tiếng chuông chiều với mùi nhang thơm, chỉ như gợi cho nàng nghĩ đến sự lạnh lẽo của một đời cô độc, khô khan. Gợi cho nàng mơ ước những sự yêu thương vơ vẩn, những tình ái bâng khuâng. Quên đời, nàng vẫn biết là không sao quên được, nàng càng muốn lánh xa sự đau khổ, thì sự đau khổ lại càng như ác nghiệt đuổi theo. Trong lúc tâm hồn như vậy, thì sự tình cờ đã run rủi cho nàng gặp Dũng, một thiếu niên có trí khí, mà ngay lúc buổi đầu khi tìm cách che chở, nàng đã đem lòng ái mộ, xối dục Dũng ở lại chùa, tìm cách giúp đỡ cho Dũng trốn tránh. Đó không phải là lòng thương, mà chính vì lòng yêu, yêu người mình đã cứu giúp. Nàng lấy làm sung sướng đã mười hôm nay, lần này là lần đầu, Dũng hỏi đến chuyện đời riêng của nàng Nàng cảm động thở dài sẽ nói Đó là chuyện cũ Chuyện ngày xưa Tôi không muốn nhớ tới nữa Không muốn nhắc đến nữa Tôi ao ước được quên hẳn Thế nghĩa là bây giờ sư cô chưa quên Tiếng gì rào trong dạng cây thông Như âm thầm hòa nhịp với tiếng thở dài của hai người Dũng nói tiếp Tôi thì tôi cho là khó lòng quên được Đi tu không phải là để quên nhất là để quên những thất vọng về đường tình ái. Tôi nghiệm như tôi, bận bịu nhiều việc, lòng tôi như đã khô héo, không bao giờ nghĩ đến những sự yêu, sự thương. Thế mà mới đến chùa này ít lâu, những khi ngồi một mình, nghe tiếng chuông, tiếng mõ, tôi thấy... Nói đến đây, chẳng đưa mắt nhìn sư cô. Xin sư cô tha lỗi cho. Tôi thấy... Tôi thành ra khao khát yêu đương. Tôi thấy tôi dễ yêu vơ vẩn nếu sư cô muốn lánh xa tình ái mà vào đây thì thực là nhầm sư cô tưởng tìm được con đường đi tới sự quên con đường ấy chỉ đưa người ta đến sự nhớ mà thôi dũng bỗng ngừng bạt Chàng nghiệm ra rằng chàng vừa nói nhiều quá nói những câu mà có lẽ sư cô không sao hiểu được chẳng có biết đâu sư cô đang đam đam ngồi nghe như người khao khát được uống nước những câu của dũng nói ra sư cô cho là rất phải rất hợp với tâm hồn sư cô nàng thật đã cảm thấy như vậy nhưng cảm thấy một cách lờ mờ. Nay lấy làm lạ rằng, Dũng đã tìm được lời để diễn những ý nghĩ ngấm ngầm của mình, đúng được đến thế. Nàng nói, ông nói rất phải, trước tôi cũng tưởng rằng tôi sẽ quên đi. Nàng chép miệng, tuy vậy cũng còn nay, vì khi người ta gặp sự đau khổ quá, thì chỉ có hai cách, một là quyên sinh, hai là nương thân cửa Phật, hai cách khác nhau nhưng chỉ là một. Cửa Phật tuy không an ủi hàn được tôi, nhưng đã giúp tôi không đến nỗi quá liều mà đến hủy thân mình đi. Tôi nghĩ không còn cách nào nữa." Dũng đáp, "Sư cô tưởng vậy, nhưng hình như cũng còn nhiều cách khác để mình quên được. Tôi thiết nghĩ không những chỉ có hai cách như sư cô tưởng. Sư cô nghĩ xem." Dũng biết chàng định nói gì rồi, nhưng chưa vội nói ra. Sư cô thì trong lòng sung sướng, không muốn nghĩ ngợi gì, ngồi lặng yên chờ đợi nàng tưởng rằng lời Dũng nói ra sẽ là lời mà nàng khao khát muốn nghe nàng gợi trước người ta ở đời không gì khổ bằng muốn quên mà không sao quên được không có gì có thể giúp cho mình quên Dũng đáp lại thưa sư cô, sư cô muốn quên như ý tôi nghĩ lúc đó Dũng thấy sư cô nhìn mình một cách nồng nàn chàng ngập ngừng nói tiếp sư cô là người tu hành tôi nói ra sợ làm ngăn trở sự tu hành của sư cô nhưng tôi cần nói rõ để tùy ý sư cô suy nghĩ theo ý tôi tưởng người ta muốn quên không gì hơn là quên mình trong sự hành động vâng chỉ có sự hành động làm cho người ta quên hẳn những nỗi khổ riêng cái đời yên tĩnh ở chùa không sao giúp mình quên được muốn quên phải dấn thân vào một cuộc đời náo động rồi dụng đem đời riêng của mình kể cho sư cô nghe chàng kể lại những sự đau khổ của đời chàng trước kia chàng cũng tưởng những vết thương đó không bao giờ mất được nhưng từ ngày chàng dấn thân vào một cuộc đời hoạt động một cuộc đời sống vì người khác chàng đã quên hẳn được những vết thương cũ đời chàng tuy vất vả nhưng tâm hồn chàng lúc nào cũng thư thái thưa sư cô tôi chỉ chán đời mà hành động ngờ đâu chính sự hành động đó đã đem lại cho tôi cái vui vẻ cái hăng hái sống ở đời cho đến bây giờ cũng vì thế mới được cái vui mừng gặp sư cô ở đây trời đã bắt đầu đổ mưa to gió nổi lên thổi mạnh ào ào ngọn đèn lập lòe muốn tắt. Sư cô không để ý đến ngoài vật, lặng lặng ngồi nghe. Lời Dũng nói như đưa tâm hồn nàng đến một mảnh đời khác hẳn cảnh đời lạnh lẽo ở nơi am vắng này. Một cảnh đời tươi tốt mà tiếng đàn, tiếng sáo thay vào tiếng chuông tiếng mõ, mà hương thơm nồng nàn của trăm thước hoa thay vào hương trầm, hương nhang thanh đạm. Ngoài tiếng nói du dương của Dũng, tiếng gió rì xào trong vườn sậm, nàng mơ màng nghe thấy một tiếng khác thiết tha hơn, đó là tiếng gọi của tình thương yêu Không thể dập tắt trong lòng Tiếng gọi của đời tục lụy Đòi ái ân mà trước kia nàng muốn lánh xa Nhớ tới mối tình thất vọng thủa trước Nhớ tới những ngày buồn nản quạnh hiu Liên tiếp nhau đã ba năm nay Lại nghĩ đến cuộc đời mới Sắp đem lại cho nàng biết bao hy vọng Nàng thấy trong người êm ái Bâng khuâng Nàng cảm động quá Hai giọt nước mắt sung sướng của một người Đã trở lại với đời Đã trở lại với tình yêu Dũng vội nói tôi làm phiền lòng sư cô. Nhưng chàng ngừng bạt ngay, vì chàng vừa nhận thấy một cách rõ ràng rằng người ngồi trước mặt chàng lúc đó không phải là một người tu hành nữa, mà chỉ là một cô thiếu nữ nồng nàn tình yêu. Chàng vừa sung sướng vừa lo sợ. Một cơn gió mạnh thổi tạt vào gác khánh, làm ngọn đèn suýt tắt. Sau một tiếng chớp lé một tiếng sét dữ dội làm vang trời đất. Mưa đổ như chút qua cửa sổ. Nước mưa hắt cả vào hai người. Sư cô đứng dậy toàn bước xuống gác, Dũng can. Sư cô? Nhưng sư cô không quay lại, vội vã bước xuống bực thang. Dũng cầm đèn bước theo xuống. Mưa ướt hết, sư cô nghe tôi. Sư cô điên hay sao? Sư cô lúng cuống chưa biết mình lùi hay tiến, nàng thấy Dũng xuống theo mình, vội đứng né sang một bên, ép lưng vào tường và hai bàn tay bám chặt lấy tường. Dũng vừa xuống tới nơi, nàng ngẩng mặt lên nhìn Dũng hai con mắt sáng quắc, đôi má đỏ bừng và cặp môi hé mở. Xè xẻ nàng nói như van lơn. Ông để mặc tôi về chùa, tôi van ông. Thột nhiên Dũng hiểu, Dũng biết rằng người con gái đám đuối đứng trước mặt chàng lúc đó, chỉ còn đợi chàng tiến lên một bước, nói lên một câu, nhưng câu ấy chàng không dám nói. Trong khi chàng lùi lại sau, thì sư cô đâm đầu bước vội xuống như người đi trốn, rồi vụt biến vào trong bóng tối. Dũng tay còn cầm cái đèn đứng yên như bức tượng. Ngoài vườn tối, tiếng chân dẫm trên lá khô mỗi lúc một xa. Dũng đi đi lại lại trên gác khánh không biết bao nhiêu lần. Lúc ấy vào khoảng 4 giờ chiều, Dũng chỉ định xâm sầm tối là đi khỏi chùa. Từ biệt nơi yên tĩnh, nơi mà chàng tạm dừng bước nghỉ đã hơn mười hôm nay, để lại dấn thân vào cuộc đời hoạt động, cuộc đời mà chàng đã chịu nhận sống cho đến hai tay buông xuôi. Bỗng chàng chép miệng thở dài, chàng chợt nghĩ đến sư cô, đến cái đêm mưa gió mấy hôm trước chàng lẩm bẩm làm thế nào bây giờ chàng chưa biết xử trí ra sao đã lâu lắm chàng luyện cho lòng chàng khô khan và tránh xa những sự tình ái yêu thương những sự mà giữa lúc non sông mở cát bụi chàng đâu dám nghĩ đến nhưng lần này chàng thấy tâm tính chàng đối với sư nữ không phải chỉ là một thứ tình có thể theo thời gian mà phai lạt được chàng chép miệng nhắc lại làm thế nào bây giờ không tìm được câu trả lời chàng lại tự nhủ chàng rằng sầu sao cũng đã cứu được một tâm hồn chán nản mà đạo phật không thể yên ủy được rồi sau này câu chuyện xoay ra làm sao chàng không nghĩ tới mà cũng không muốn nghĩ tới chàng cho rằng sư cô vì chán sự sống mà đi tu nghĩa là đã muốn tìm cái chết trong đạo phật thì còn sợ gì những sự xảy ra sau này chàng có cảm tưởng rằng chốc nữa không phải chỉ là một mình trốn khỏi chùa vì sau đêm ấy chàng thấy sư cô không những không tìm cách giữ chàng ở lại mà còn xúi rục chàng trốn đi như ngầm vào hai ta cùng trốn cùng trốn hai tiếng đó đối với chàng có một âm hưởng xéo sắt lạ lùng chàng không nghĩ ngợi gì nữa chàng mê man như người liều chàng thoáng thấy hiện ra trước mắt chàng một con đường đầy gió bụi xa lắc xa lơ mà trên con đường đó có hai bóng người ra bước cùng đi hai người mà trước kia sự chán nản ở đời đã làm cho tâm hồn khô héo rỗng không nhưng nay lại trở về với cái đời đầy đủ cùng đem theo hai tấm tình yêu và hai tấm lòng hăng hái ham sống và ưa hành động. Chiều hôm ấy, sư bà không thấy sư cô đâu, cảm cụi lên gác thỉnh chuông. Mỗi tiếng chuông nổi lên, rung động vang vẳng như ở cõi hư vô đưa lại, rền dĩ tha thiết như tiếng gọi. Nhưng ngoài cánh đồng làng, trên con đường lờ mờ trắng, hai bóng người ra bước cùng đi, như không nghe thấy tiếng chuông gọi. Họ đi, đi xa trốn hư không tịch mịch, không đoái nhìn lại đàm đàm như theo một tiếng gọi khác xéo sát hơn ở tận phía trước xa xa đưa đến tiếng gọi của đời tục lụy đời ân ái sau lưng hai người tiếng chuông chùa liên tiếp nhau mỗi lúc một nhỏ rồi như đua nhau theo nhau dần dần tan vào quãng hư vô Câu chuyện đến đây là hết. Vân xin chào và hẹn gặp lại quý thính giả ở những câu chuyện tiếp theo.